đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, khiến cho nhiều tuyến đường ở nhiều quận huyện và thành phố Thủ Đức đã rơi vào tình trạng ngập nặng. Vâng, mưa xảy ra ở hầu hết các địa bàn trên toàn thành phố và nhiều nơi ngập đến cả nửa mét, khiến cho các phương tiện của người dân di chuyển khó khăn. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự ngay trong chiều tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 14 giờ, trời tối sầm, cơn mưa dông sầm sập kéo đến. Cơn mưa xối xả liên tục trong nhiều giờ, nhiều nơi nước lên tới nửa mét. Nước ngập từ ngoài đường và nhà dân, nước nhấn chìm nhiều con đường. Mưa qua giờ tan tầm khiến nhiều người dân vất vả lội nước về nhà. Sau cơn mưa kéo dài rất là nhiều giờ, khoảng 7 tiếng, thì đường Nguyễn Gia Trí đã biến thành sông, giao thông hỗn loạn và nhiều xe đã bị chết máy. Em ơi, mình đã phải dắt xe suốt bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng nửa tiếng rồi chị. Nó ngập đến đâu hả em? Dạ nó ngập tới ống khói xe. Đi qua đường D1, kẹt xe qua D2, bây giờ đường Nguyễn Gia Trí bị nước ngập cũng kẹt nữa, rồi tắt máy luôn. Này giờ nó dài cũng gần 2 cây số rồi em. Là chết máy xe hai lần, chết trên đầu trên kia xong xuống này chết máy xe ở đây rồi nữa. Mấy lần trước cũng mưa mà anh đi là không ngập cao vậy, mà cái này là nó ngập quá bộ mới chết máy xe, mới tắt máy xe, mới dắt bộ đi. Gần 40 tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã ngập nước sau cơn mưa, không chỉ khiến hàng loạt xe chết máy, sau khi nước rút bớt thì nhiều đoạn đường đã kẹt ùn tắc, tại một số nơi thì giao thông tê liệt hoàn toàn. Dự báo trong thời gian tới thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Nam Bộ sẽ có mưa ở nhiều nơi. Thời gian mưa tập trung sẽ là về trưa, chiều và tối. Trong cơn mưa dông thì có thể xảy ra khả năng là có sét, lốc xoáy, mưa đá và gió rất mạnh. Dạ vâng, để có thêm thông tin dự báo chi tiết về tình hình mưa dông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số tỉnh thành phía Nam trong ngày hôm nay thì chúng tôi đang kết nối với ông Lê Đình Quyết thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ ạ. Vâng, xin ông cho biết là dự báo mưa chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ như thế nào ạ? À vâng, dự báo hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ thì cũng vẫn có mưa. Tuy nhiên thì cái lượng mưa cũng như là diện mưa sẽ giảm so với hôm qua. Nếu như mà chiều hôm qua thì hầu khắp các quận huyện mưa với cái lượng phổ biến từ 60 đến 80mm và có nơi trên 100mm thì dự báo chiều hôm nay thì cái lượng mưa chỉ dao động khoảng 20 cho đến 30mm thôi. Đối với các quận huyện ở phía Nam như là Nhà Bè, Cần Giờ, quận 7 thì mưa sẽ giảm hẳn và nhiều khả năng thì cái tâm mưa chiều hôm nay sẽ tập trung ở các khu vực ở phía Bắc như là Củ Chi, Hóc Môn hay là Bình Chánh với cái lượng từ khoảng 30 cho đến 40mm và cái thời gian mưa của chiều hôm nay thì cũng chỉ tập trung ở cái khoảng là từ 14 cho đến 16 giờ. Từ sau 17 giờ thì sẽ dứt mưa và cái mức độ ngập lụt so với lại hôm qua sẽ không còn nhiều nữa, chỉ có cục bộ ở một vài quận huyện thôi. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì một số tỉnh miền Đông Nam Bộ thì cũng chiều nay thì cũng cần lưu ý là cũng vẫn sẽ có nơi có cái lượng mưa vừa mưa to. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn.